Hello, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn một con bet mới. Đây là con hổ lực tiên. Thì con bet này được bán trong siêu thị miền Cấp Bông. Các bạn có thể sở hữu nó. Nhìn cái mặt nó khá là ngộ. Hài hài chứ gì á. Đây. Biết bướm nữa, rất là dễ thương. Có lẽ mình sẽ nâng cấp nó lên. Nâng cấp mát luôn để xem nó mạnh như thế nào. Mình nhìn con bé nó tiến hóa nhìn đã sao á. Sao mình cái mấy khúc mà bé tiến hóa nhìn nó sướng 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 sướng. Mình xem phim Pokemon cũng vậy, mấy lúc mà mấy con Pokemon tiến hóa rất là đã luôn. Rất nhìn mấy khúc rất thích xem mấy khúc đó. Ok. Đã vậy. Đúng là hổ. Nhìn tiến hóa lên hết dễ thương rồi. Nhìn nữa. Y lật vậy. À, rồi, mắc cấp rồi. Chiêu đầu tiên của nó thì con bé nào cũng vậy thôi. Thì chiêu đầu tiên thì nó sẽ dùng Nitro hay tăng tốc thì tạo ra vệt sáng và tăng tốc thêm bao nhiêu phần trăm đó. Thì con bé này thì có 8,4 thôi. Có con ngựa với con sói thì lên được mười mấy á. Thì chiêu hai thì khi bị sánh sát đánh trúng. Nói chung là dù đỡ được hay không đỡ được thì sẽ có 40% xác suất nhận mini boost. Quan trọng skill 3 này, hầu như mấy con bet này hơn nhau ở skill 3. Khi động tường hoặc bị vượt qua có 40% xác suất nhận mini boost. À, 3 giây đầu thì skill này sẽ không phát huy. Động tường hoặc bị vượt qua, còn các bạn vượt người khác thì không được nha. Ok. Giờ chúng ta sẽ vào đua xem sức mạnh của nó như thế nào. Mình tiếp tục chạy con Everstore nha. Con này chạy rất là đã luôn. Ba phút đầu, 3 giây đầu nó sẽ không phát huy đâu. Wow, cái vệt sáng đó nè, các bạn coi vệt sáng nè, vệt sáng nhìn đẹp thiệt luôn á. Thấy chưa, nó không thẻn như mấy con kia mà nó lượn sóng rất là đẹp luôn, nhìn rất là lạ.
Ôi hên, mình tưởng mình mít rồi chứ. Đó, động tường là skill phát huy được một boost. Sao ta cảm giác cái boost nó phê phê kiểu gì á. Thà cho mình như con gì thú sừng bạc cho mình tí nitro cũng được. Cái boost đó thì mấy cái pha kéo nitro thì nó mới hiệu quả thôi, mà nó phải đúng thời điểm cũng khó canh. Và mấy cái pha mà mình có thể sử dụng được nitro rồi boost luôn á, nó nhanh. Mấy bạn chạy ngọn lửa siêu cũng khá nhiều. Hình như chạy xe đó chạy nhiều là được làm nhiệm vụ gì á. Bình thường mình không có làm nhiệm vụ nên mình cũng không để ý lắm. Hơi giặt tí. Anh em mình mặc đồ họ hơi mát tí. Pha đó qua 3 giây rồi mà con bé nó không có khi luôn kìa. Thiệt luôn á. Thực sự mình khi mình chạy đứng nhất giờ mình cảm thấy con bé này nó vô dụng với mình thì luôn á. Các bạn bị vượt cả mới nó mới phát huy nha, còn các bạn vượt người khác thì phát huy. Ủa mình đâm tường mà không hay luôn kìa. Không sao á, cảm giác nó phế phế kiểu gì á. Skill nó phế rồi mà tỷ lệ phát động của nó cũng không như cảm giác, phát động rất là thấp. Mình rất ít, như mình đua mình rất ít khi bị đụng và rất ít khi bị vượt. Mà nó còn tỷ lệ phát động nó còn thấp nữa. Nhưng bét này như phế với mình vậy. Mình đánh giá thì nếu mà các bạn mà đua nhiều như các bạn người bạn bị vượt hay là bị đụng nhiều thì nó chỉ ra một cái boost nó cũng không hiệu quả đó. Tại các bạn xài con chim gì đó, người tóc đỏ nó cộng tốc độ cho các bạn một thời gian luôn, hoặc là con thú sừng bạc hoặc là thú sừng vàng đó, nó tăng một lượng nitro rất là lớn. Mình thấy nó mạnh hơn nhiều so với con bé này. Bé này nó khá là yếu. Chạy kìa. Map tình yêu không? Thì mình biết cái map này cũng có nhiều bạn rất là thích. Thích từ hồi PC qua, mấy bạn nhất là mấy bạn từ PC qua. Trước trên PC thì mình cũng thích cái map này. Không nghĩ sao thích luôn. Các bạn nên tích trước một bình nitro nè để thực hiện CWW. Các bạn chạy map nào cũng vậy á, các bạn phải tích số bình nitro để CWW. Hồi này các bạn kéo thời gian nitro nè, 1 2 3. Động tường mà nó phát huy, mà cho dù nó phát huy cái chỗ đó thì nó cũng không có tác dụng mấy. Mình không cần luôn á. Con bé này nó như là, nói chung là nó chỉ được cái hơi đẹp và hơi lạ thôi. Buổi sáng rất là đẹp thôi. Đẹp, các bạn nào thích đẹp cứ mua, chứ mình đánh giá cái này không cao. Mình đánh giá rất là yếu luôn. Mình cảm giác cái này nó không ngon bằng con chim miến cục hồng luôn á. Nó lại không khi nữa kìa.
cái vòng cuối mà về đích á thì các bạn kéo Nitro 2 lần rồi, rồi lấy Nitro 2 boost để tạo xe đúp đúp. Ok. Nhiều bạn bet rất là nhiều luôn, giờ bet rất là nhiều. Mỗi bạn xài mỗi xe khác nhau, mỗi bạn xài mỗi bet khác nhau. Không giống như lúc đầu mà bạn này hầu như toàn chạy Razer là một nè. Toàn xài chi minh cục hồng nữa. Ai ai cũng giống ai hết. À, muốn mình kể cho các bạn nghe cái này nè. Lúc mình cũng mới vô Sài Gòn gần đây à. Bữa đó, hồi bữa mấy bữa trước à. Rất là tối, anh đang chạy ngoài đường thì có mấy bạn, mình không đeo khẩu trang nên có mấy bạn nhận ra mình nữa. Thì chạy tới hỏi anh gió, rồi bạn đó chạy ngang mình á, chạy xe máy mà. Rồi bạn xin tấm hình chụp, xong rồi bạn vô điện thoại chụp hình. Nói chung là bạn rất là nguy hiểm. Đằng sau mà nếu mà các bạn nào mà vô tình gặp mình đó thì cứ ghé lại từ từ rồi chỗ nào đó chụp hình, nên làm vậy rất là nguy hiểm nha. À, với có lẽ là mình sẽ đi xong clip này thì mai thứ mốt là mình sẽ đi chơi ở Đồng Tháp đó, nên sẽ không ra clip được, nên các bạn thông cảm cho mình nha. Sao bạn phía sau chạy ghê thế nhờ, đuổi rất là ghê á. Con xe này chạy phiếu phết luôn á, nhất là mấy cái pha bút của nó mạnh vãi ra luôn. Tốc độ cao không nói rồi, nhưng mà mấy pha bút nhìn đã lắm, bút đã lắm. Ok, thì clip của mình cũng đến đây thôi. Bạn xem thì thấy hay thì nhấn like cho mình nha. Và các bạn nào chưa đăng ký thì nhấn đăng ký và nhấn theo dõi để tiện theo dõi các clip tiếp theo của mình nữa. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.